lên đây quay lên xuống nè, mưa quá trời luôn. Thank you.
giải phóng xung quanh cho hả? Anh chị em và các cháu ở nhà anh chị em mới chết rồi. Dựng đây là mấy dòng chân ok gì đây ba nha kéo đi cả nhà xem nè vừa đó giỏ đồ của dòng trời như gió mua nè cái đồ kéo nè bự vậy đó qua mua để ngóc luôn nè ngát tới hết hết ít chắc hết đây hết chỗ ngát luôn ok bye
tôi đi làm về. Chào. Cái này rồi trời nó dớt đi. Về rồi, cái ngày tôi anh ra cái tính ra rước mà. Rồi trời nó dớt tính ra ghé lại. Cái này giờ ban rất đen nè. À, ghé lại nặng đất ngang cho xanh thân rồi. Ra. Nãy nha trên đó mượn tay kinh xuống rồi không có dây trên. Đợi đi khác. Đây chạm bóp vậy. Có bớt quầy ở mạnh nó tành nó cái mạnh. Cái dùng hồi đó mình mới qua ở đây nè. Đêm mà 5 giờ chiều mà nó tối thui vậy. Tháng 5 cho mà chị sáng tháng 10 thì trời đi tối thì cho nó bằng cái giờ Việt Nam là vậy đó. Bây giờ thì trời nó rất nóng á. Cái bằng Việt Nam là vậy đó. Mùa hè á. 9 giờ sáng kinh nè. Đây 5 giờ tối thui.
lạnh thôi. Xin chào, mưa quá, mưa lớn quá mà thấy chiếc em à, mà chiếc sắp quay chạy lại rồi, mà trời quay cho coi, mà đêm mưa quá, nãy đứng góc bên đây, hồi nãy rồi đứng góc bên kia, nhà cái nhà xem nè, mưa lớn quá, tối thui luôn, chịu thôi, đây quay chút xíu ở đây là quán ăn nè. Bọc bằng ấy là ở trên nè các nhà, ở trong này họ ăn sang trọng lắm, giống như là bên Âu Châu vậy đó, cái người này Hy Lạp được không hả, ý như Hy Lạp không hả, đây nè, ok vậy ha. Quay chút xíu đi cơ, chị em để các cháu xem mưa đang che dù nè, hôm nay nắng không có che dù, mưa mới che dù, mà đó mình nói qua Việt Nam nắng là mình che dù ai cũng giọt mình á, nói sao mà lại nắng mà đi che dù, nó cười mình á. Đây nó dọn hết trơn rồi, tối thì nó dọn hết rồi, còn có mấy bông hoa này tối nó dọn hết rồi. Nãy tiệm nó đóng cửa. Đó open. Để đây còn open em hả? Mở ra cho cả nhà xem chứ không gì hết. Để open đi mình này mở. Hi, how are you? Yeah, beautiful. Yeah, chết mẹ, hết hết đi nè. Beautiful. Anh tưởng mua à. Quay ra nha. Đại gia đình anh chị em và các cháu xem. Đẹp hết sức luôn. Nó hết rồi, hết pin rồi đó mà bầu trời mới rớt. Cô ba bấm lại cho nó cũng chịu được, chừng cả vài chục phút, chừng cả mấy phút hay là hầu hổng cả 20 phút luôn á, đẹp ha, đẹp quá, ok ok bye, bye. Yeah good night, bye. Yeah good night, ngồi bán vậy đó. Đồ của nó mướn đây nè, mấy người xì này họ bán bông dữ lắm. Họ biết cách gói rồi nè, gói vậy 20 cộng đó, các nhà thấy không, 20 đô nè. Đây còn này, còn này thì 7 đô, nhỏ nhỏ thì 7 đô. Nó biết cách gói á. Nó làm khéo lắm kìa. Ngày lễ mẹ, tình nhân gì bán đắt dữ lắm. Chị cực giỏi. Mình thích vậy, mấy người chịu cực mà ăn lắm, cô thích dữ lắm. Ok bye. Bye. Còn ginh mấy đồ nha. Ba phải ginh này đi nha. No, I think nhìn đi kìa. Đây này con gấu rồi đủ hết trơn à. Nè. Để sợ. Đây họ bán đồ nè, nhà xem nè, open nè, mở, nó cửa, ấy là làm đủ thứ hết trơn, dạ, ok tối rồi, không tắm đại, tắm đại, là hồi đó mình đã dưới chỗ 48 mình đi xe lên đây nè, đi bộ mười mấy lát mà đi muốn đi xe cũng được. À, mưa lạnh đây, tôi dụ quá trời mưa đây nè, ông mi gì đây làm đẹp, ừ. Đây bên kia nó là tóc hay à,
làm tóc. Ok. Ừ. Nãy nó hết điện rồi. Nhưng mà ngoài trời nó rớt nè. Lúc này nè, tối này cho ta mát xa. Xuống cái tranh thì tối rồi không thấy rõ. Nè, thấy sồ nè. Thấy sồ nè. Nè, mát xin giờ lũ thế nè. Mát xa luôn nè, thiệt nó nói không sai thấy không nè. Mát xa nó không sợ luôn nè. Thấy sồ nè nè. Mặt nạ rồi. Nó hút luôn đó. Bấm quyền cưng luôn nè. Nè. Mát xa. Ok. Đây nọ nó ngưng hết nó đi nhảy nhảy nha. Trong này tiệm này bán bánh kem. Tiệm Mỹ, tiệm này có người Âu Châu á. Đây liên mấy cái chữ. Ngày này thôi để bàn ngoài này. Mưa. Tối mưa quá nè, thôi chơi mẹ chơi dù ở nhà thấy không, tối đi chơi dù. Trời mưa họ mới chơi dù. Trong này có tiện bán bánh kem này nọ, mình không có vô lạnh á. Bán rượu nữa. Nhà này nó vô cho nó ăn. Ăn sang trọng lắm, một hình ăn mấy chục đồng. Giống như Âu Châu vậy. Tối trời ánh sáng dữ tình. Đó mình ở đây nè, ở tại ngay đây luôn nè. Ở 6 năm trời rồi xuống này 34 thì xuống 48 14 đất nữa, ở 6 năm nữa. Rồi qua mấy tòa cỡ 12 năm. Đó là 24 năm mấy, 24 năm. Mới xuống cho kia ở. Còn tháng 5 thì 5 năm rồi. 29 năm đó. Là vậy đó. Mưa quá trời, tắt máy nha trời. Mưa quá rồi. Mưa lớn quá. Nhà xe rớt nè. Nhà mưa đó cái máy ra nè, nhiễm mưa hết trơn rồi. Cái máy bị nhiễm mưa hết trơn rồi. Coi gian hàng này coi. Buổi sáng này. Cái áo hai cái dầu cái dễ thương mà. Wow. Ta thì Thái. Ta thì Thái hay à. Hay là. Trên đây nè.
nên mình nói trời mưa tí mà téo quá trời đó. Đây là đường này nè, ở đó ở ngay chân này nhà có 3, 4, 15 bước quầy ở ngay chân cái đỏ đỏ đó cái hàng đó ngay chân này, nên mình té ngay đây gấp này nè. Mưa tí nó đi quăng nguyên con luôn. Cảm ơn cả nhà nha, mình xin ngưng lại vì tối không thấy đường trơn, mưa lớn rồi. Ok bye.